Làng Cù Lần Đà Lạt không chỉ nổi tiếng ở khu trung tâm mà khu rừng bọc xung quanh cũng chứa rất nhiều cảnh đẹp không nên bỏ qua. Tuy nhiên, để đi vào sâu trong rừng thì mình nên đi xe jeep sẽ được cảm giác với địa hình ở đây. Khi đi bằng phương tiện này, bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời qua những cung đường quanh co, lắc léo, được hòa vào thiên nhiên đồi nhỏ, với các suối nhỏ vào mùa hè, và dòng chảy sẽ lớn hơn vào mùa mưa tuyệt đẹp. Điều làm nên sức hút của nơi đây đầu tiên chắc chắn phải kể đến vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng. Nằm trong thung lũng rừng nguyên sinh lâu năm dưới chân núi Lang Biang hoang dã, làng Cù Lần mang đến vẻ đẹp rất riêng mà chưa bất kỳ địa điểm du lịch nào tại Đà Lạt mang đến. Chừng 20 km, làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, nằm lọt thỏm trong một thung lũng rộng gần 30 hecta và được bao phủ bởi màu xanh của bạt ngàn rừng thông. Thêm vào đó, chút không khí lành lạnh của cao nguyên càng làm say lòng du khách phương xa. Làng rộng 20 hecta và có một con suối chảy quanh, là nguồn nước chính cho ngôi làng người Ca Ho sinh sống. Nơi đây từng ngôi nhà sàn nằm sát nhau như một bản làng nguyên sơ cùng những vật dụng sinh hoạt lao động thường ngày của cư dân. Một người dân bản địa ở đây kể lại với chúng tôi rằng, nơi đây chính là trung tâm của bà con dân tộc Ca Ho sinh sống từ nhiều thế kỷ trước. Ngôi làng được chia thành nhiều khu vực nhỏ riêng biệt, cái tên làng Cù Lần được đặt theo tên loại Cù Lần rất hiền lành, trước đây có rất nhiều ở khu vực này. Có nhiều cách giải thích vì sao nơi đây có tên gọi là làng Cù Lần. Cách nào cũng thú vị, tuy nhiên cách mà dân làng kể vẫn là cách được lưu truyền lâu đời và rộng rãi nhất. Cái gì hả?
chơi là sao? Đường nó hơi xa đúng không? Chứ còn không ấy thì đi. Nhưng có một cách lý giải cho cái tên này theo một cách khác nghe có vẻ khoa học và hợp lý hơn. Đó là, ngày xưa ở đây còn hoang sơ cho nên nơi đây đã trở thành nơi sinh sống của con cù lần, những con thú hiền lành dễ thương với đôi mắt to tròn đẹp nhất thế gian. Ngoài ra thì tại nơi đây có rất nhiều cây cù lần, người dân Ca Ho khai thác chế tác thành con cù lần trừu tượng rồi đem bán cho du khách, người ta thường gọi là con cu ly hoặc con cù lần có bộ lông màu vàng có tác dụng y học trong việc cầm máu.